Xin chào mọi người, hôm nay thì mình đang ở cửa hàng và mình có tìm hiểu về một cái máy gọi là máy đun nước. Máy đun nước này thì thương hiệu của Moi Bé Bé. Thì ở hộp bên ngoài mình đang nhìn thấy là bình này thì là bằng thủy tinh này. Cái này là hiển thị nhiệt độ cài đặt. Cái này là hiển thị nhiệt độ mà khi mà nước, nhiệt độ của nước ấy. Đây, còn đây là những cái phím chức năng như mở nguồn, tăng giảm nhiệt độ. Các nút function để mình điều chỉnh nhiệt độ này, với lại cái nút reboil ở đây. Cái này thì khi mà mình bật lên thì nó có màu xanh lá. Chức năng này thì khử clo. Thì sản phẩm này thì có chức năng là giữ nước ở nhiệt độ mà ba mẹ cài đặt để pha sữa cho con. Thường là 70 độ thì là nhiệt độ của sữa, 85 độ thì là của cà phê và 90 độ thì là của trà. Cái này thì là cảm ứng. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra xem bên trong có những gì nhé. Đây là một cái quyển hướng dẫn sử dụng của máy bé bé này. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nếu lỗi của nhà sản xuất. Cái này là cái nắp nhựa. Mặt bên trong thì inox rất là sáng. Túi này thì có thành phần là axit citric thì bao gồm là có 10 gram thôi. Cái này thì khi mà mới mua về thì ba mẹ có thể là bỏ cái bột này vào trong cái ấm này, đun sôi lên một lượt để khử những cái để rửa, tẩy rửa vệ sinh cái bình thủy tinh người đi trước ấy. Đây là bình thủy tinh chứa nước của Moi Bé Bé. Cái này thì mình bỏ ra, cái này túi hút vào rồi. Đây là bình thủy tinh. Bình này, bình thì có dung tích lớn nhất là 1 lít. Ở giữa thì có thương hiệu là Moi Bé Bé và ở dưới thì cũng là một cái mâm nhiệt được cấu tạo bởi inox. Đây là thân máy của Moi Bé Bé và chúng ta cắm vào ổ điện 220V. Sau khi cắm máy thì máy sẽ có những cái hiển thị nó sẽ như thế này và ba mẹ đặt bình vào đây. Tiếp một cái thì máy đã nhận cái này rồi. Và để mở nguồn thì chúng ta ấn nút cảm ứng như này. Cái này là nhiệt độ đang ở cài đặt là 40 độ C. Ba mẹ thì có thể tăng giảm nhiệt độ. Cái này là nút cộng trừ tăng giảm một nhiệt độ. Đã, còn ấn nút function thì sẽ tăng lên đến 55 độ này, 70 độ này, 85 độ dùng để pha cà phê này, hoặc là 90 độ pha trà và 90 độ. Nút function đến 90 độ. Nếu như mà ba mẹ muốn giữ sôi 100 độ thì không đến 100 độ được. Hiệu suất lớn nhất là được đến 95 độ thôi ạ. Ba mẹ muốn khử clo thì ấn vào nút reboil ở đây. Đấy. Nút reboil này phát sáng như thế này thì là bật chức năng là khử clo lên rồi nhé. Để một chút thì máy sẽ tự hoạt động ba mẹ. Và khi mà máy hoạt động thì máy sẽ đun sôi lên 100 độ và sau đó thì sẽ hạ dần dần về cái mức nhiệt độ mà ba mẹ đã cài đặt từ trước rồi. Sử dụng cũng rất là dễ dàng thôi. Và ban đêm nữa thì sẽ có cái đèn LED ở bên trong máy này sẽ hiển thị sáng hơi mờ mờ một chút. Đó, cũng rất là tiện lợi khi mà ba mẹ sử dụng. Hiện tại thì Moi Bé Bé thì cũng đang có phụ kiện để thay thế. Thì khi mà ba mẹ chẳng may mà chiếc bình này mà có bị lỗi hoặc là bị vỡ ấy, thì ba mẹ có thể là mua phụ kiện mới của Moi Bé Bé. Thì ba mẹ nào mà cần mua phụ kiện bình mới như thế này của Moi Bé Bé thì có thể là inbox ở phía dưới hoặc là inbox số điện thoại của Zalo ấy thì mình sẽ hỗ trợ nhé. Cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại ba mẹ trong những video lần sau ạ.